Chào mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm cái mô hình trái tim ác quỷ ha. Trái tim có sừng các bạn ha. Trái tim nó có cặp sừng các bạn. Trái tim ác quỷ các bạn ha. Cái này các bạn nào nó vui vui gọi là trái tim cắm sừng các bạn. Nó có cái sừng các bạn ha. Đây là trái tim có cặp sừng, trái tim bị cắm sừng các bạn ha. Trái tim có sừng các bạn. Thì cái mô hình này mình cũng vừa mới sáng tác hồi sáng thôi các bạn ha. Mô hình này hoàn toàn mới luôn. Nói chung các bạn trên Facebook, trên YouTube các bạn sẽ không thấy được cái mô hình nào đâu ngoài cái Origami USD của mình thôi ha. Mình mới vừa sáng tác xong hồi sáng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi, đầu tiên các bạn xây tờ tiền lại. Rồi, bạn gấp gấp chéo tờ tiền lại ha. Gấp chéo là như thế này. Mình vuốt lấy nếp ha. Rồi bạn dỡ ra, bạn vuốt ngược lại, bằng 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 gấp chéo ngược lại ha. Rồi bạn vuốt lấy nếp ha. Rồi đã được cái đường chéo rồi, các bạn thấy chưa? Đó mình được cái đường chéo nè. Rồi mình lấy hai tay mình đè vào, thấy chưa? Bạn lần từ từ xuống rồi. Đó, nó vào gì bạn đè xuống, từ từ nó ra như cái hình tam giác vậy đó, bạn đè xuống. Rồi bạn vuốt lên nếp ha. Rồi các bạn xoay tờ tiền lại. Rồi bạn làm phần này giống như phần này luôn ha, bạn gấp chéo hai bên lại ha. Gấp chéo lại. Rồi bạn vuốt lên nếp ha. Tương tự bên đây cũng vậy, mình dỡ ra gấp chéo lại. Rồi mình vuốt lên nếp ha. Rồi mình dỡ ra. Rồi hay giống như phần này thôi, bạn đẩy hai cái này vào, nó ra cái hình tam giác này ha. Một lần nhớ cho cái này nhọn cái đầu nha bạn. Rồi bạn đè xuống từ từ. Ok nhớ bạn. Cái phần này nó dư nữa các bạn ha. Bạn bẻ bằng canh cái đường này, bạn bẻ xuống, bẻ ngang cái này. Bạn vuốt lên nếp ha. Rồi bạn cầm như thế này nè, bạn đẩy cho hai cái này đụng nhau nè, thấy chưa? Bạn đẩy cho đụng nhau. Thì cái phần này nó sẽ dư, bạn sẽ đè lại, bạn đè luôn, bạn đè bằng giữ nếp luôn ha. Đó, bạn vuốt lên nếp. Nó sẽ dư một khúc như thế này. Rồi bạn lật cái phần dư này lên nè, thấy không? Đó, bạn thấy nó dư khúc này không? Đó. Nó dư khúc này thì bạn gấp chéo này vào. Đó, bạn gấp chéo cho nó như thế này. Thấy chưa?
Tương tự bên đây ta gấp chéo này vào ha, để giữ cái nếp cho nó khỏi bung cái này ra các bạn. Đó, đó rồi, con đè lên lại, nó sẽ giấu cái này trong đây, nó sẽ bằng với cái đường rãnh này luôn ha, nó sẽ rất đẹp. Rồi bạn đè cái này xuống đây, bạn gấp cái này lại, che lại luôn thế này, thấy chưa, gấp xuống bạn che lại, đó là sẽ được cái hình như thế này. Rồi bạn đè mạnh bằng giữ nếp ha. Cái phần này bạn đè lên, bạn đè xuống cho nó có cái nếp bạn. Đó. Đó, mình sẽ được cái hình như thế này ha. Rồi, ok chưa các bạn? Rồi cái phần này nè bạn, bạn gấp chéo qua ha, bạn nắm cái phần này là bạn gấp chéo qua bên cái đường thẳng, là nó có cái đường thẳng này, thấy chưa, bạn gấp chéo qua đây. Rồi bạn bóp lại lấy nếp ha. Rồi tương tự bên đây vậy, ta gấp chéo qua đây, bóp lấy nếp ha. Các bạn. Rồi ông bung cái này ra. Bạn đè nó xuống như thế này. Ha, mình đè xuống như thế này. Nó như cái hình tâm hình vuông, bạn đè xuống là nó ra hình vuông mà ha. Bóp lại. Tương tự này cũng vậy ha, bung nó ra, mình đè nó xuống. Đó, thấy chưa? Bóp xuống. Thì phần này nó được cái hình vuông các bạn thấy không? Đó. Bóp mạnh mà giữ nếp ha. Cái phần này đó bạn ha, nó có cái hình vuông ở đây là giữa nè ha, để bạn gấp cái này vào giữa cái này, đó gấp như thế này, thấy chưa, đó như thế này. Rồi tương tự bên đây ta cũng làm y chang như vậy luôn ha, gấp giữa vào. Rồi để chứa bạn. Rồi cái phần này thì mình bẻ ra sao ha, bẻ hết ra sao. Đó, như thế này. Tự này như vậy ta bẻ này ra sao. Chứa bạn. Mình xoay lại. Cái phần này nào bạn đẩy nó lên một chút xíu cho nó lòi cái đầu nhọn này ra ngoài bên xíu thôi. Đó, bạn bẻ cho nó ra ngoài xíu thôi. Để nhìn bên đây mình thấy nó có cái nhọn thấy chưa? Đó, bên đây cũng vậy. Sẽ bẻ ra một miếng. Nó cho cái đầu nhọn này lòi ra ngoài xíu thôi. Đó, xoay lại. Đó, cho thấy hai cái đầu nhọn này ha. Rồi, ok chưa các bạn? Rồi bạn bẻ cái này lên trên đây mình lấy nếp ha, bẻ lên xíu. Rồi bạn thấy nó có cái đường thẳng này chưa? Ha. Rồi bạn gặp thêm một cái đường thẳng nó song song với cái đường này, nó nằm ở dưới đây xíu, mình gặp nó vô. Mình gặp nó lên như thế này nè, đó, mình lấy một cái đường nó song song với cái đường trên đây nè, bạn thấy không? Đó, bạn bóp lại. Rồi bạn đè lên. Bạn đè cho cái này nó đè nó đè nó tì nó tì cái này lại, nó che luôn cái phần trên này lại ha, như thế này, đó. Thấy chưa? Nè. Sẽ lấy thêm cái đường song song này nè. Thấy chưa? Rồi mình ấn lên, mình đẩy lên, mình đè lại giữ cái nếp ở trên lại cho nó chắc luôn ha. Là nó sẽ được cái hình như thế này ha. Tương tự ta làm với bên đây nè, ta bẻ này lên. Thì ta có cái đường thấy chưa? Rồi bạn lấy thêm một cái đường nè, bạn ấn bằng đẩy lên như thế này, bạn lấy thêm một cái đường tương tự. Đó, nó sẽ bạn lấy một cái đường nó song song với cái đường này, nó ra như thế này nè. Thấy chưa? Rồi bạn đè lên là nó che cái này lại luôn.
Đó. Là bằng cân, mình thấy nó thành một cái hình tam giác nhỏ trong cái tam giác bự vậy đó, nó như thế này. Đó, nó sẽ có một cái tam giác nhỏ trong cái tam giác bự. Rồi, đi chưa các bạn? Rồi. Ở đây nó có cái đường thẳng nè, bạn lại làm một cái thao tác giống như hồi nãy nữa. Thấy chưa? Bạn bẻ một cái đường nó như thế này. Nhỏ thôi, bẻ lên. Đó, nó song song với cái đường trên như thế, đó bẻ lên miếng. Rồi bắt đầu ở đây nè, bạn thấy ở đây nó có cái phần này nè, bạn dỡ này ra. Bạn đẩy nó vô như ra cho để cho nó ép cái này ra cái hình tam giác như thế này. Và nó uốn cái này lại, thẳng thẳng cái đường này lên, đó, thế này. Cái này nó cũng uốn luôn. Các bạn, đó, nó sẽ ra như thế này. Mình đẩy cái góc này vô cho nó bẹp vô đây là nó sẽ ra như thế này, này thôi. Rồi tương tự bên đây giống vậy ha, ta bẻ lên một miếng. Thấy chưa? Rồi. Cái phần này nè, ha, bạn bạn thấy cái phần này 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 không? Nó lòi ra nè, bạn đẩy cái này lên, bạn đẩy cái phần này vô trong. Thì nó sẽ banh ra cái này ra, nó sẽ ra cái hình tam giác, bạn đè nó xuống. Đó, bạn đè nó xuống như thế này, đó. Nó sẽ ra cái sừng thôi, đó. Hai cái sừng này bạn bạn cân cho nó đều nhau là được, ha, chưa? Đó là được hai cặp sừng này, thấy chưa? Đó. Được cặp sừng. Rồi, bắt đầu mình trang trí cái sừng thôi. Chỗ này nè, bằng đè ở ngoài đây nè, ha. Bằng đè vô trong. Nói chung bằng bóp cái sừng lại, bằng bóp cái sừng lại. Đó, mà tự nó ra. Thấy chưa? Bằng bóp cái sừng cho nó cong cong không? Cái này nó vậy bằng bóp cái đầu lại. Nguyên cái này nè, bằng bóp vô. Ta bằng ấn nó vô, ấn nó vô cho nó nhọn cái đầu là được. Ta sẽ ra được cái sừng nó cong cong. Đó. Thấy chưa? Đó ta gặp ta có thế là ta hoàn thành được cái cặp sừng nhọn hoắt luôn các bạn ha. Rồi. Đây là gọi là trái tim cắm sừng hoặc là trái tim ác quỷ các bạn ha. Người ta hay dùng là trái tim cắm sừng ha. Đầu cắm sừng. Rồi, cái phần này đó bạn bạn bẻ nó vô xíu cho nó gọn trái tim mình ha. Bẻ vô. Đó. Bẻ ra lại. Cho nó mềm hay cái này rồi bắt đầu bạn ấn nó vào trong, bạn dỡ ra bạn ấn nó vào trong ha. Bạn ấn cái phần mềm vào trong. Cho nó gọn cái tim mình ha. Tim mình nó gọn nó đẹp. Rồi bạn bóp lại. Rồi tương tự bên đây cũng vậy. Bạn bẻ nó vào trong xíu. Dỡ ra. Bẻ ngược lại. Dỡ ra. Rồi bạn ấn cái này nó vào trong ha. Cho nó gọn cái tim. Rồi, thế là ta đã hoàn thành được cái mô hình trái tim ác quỷ rồi các bạn ha. Trái tim có sừng các bạn ha. Rồi, chúc các bạn thành công ha.
Rồi mình xin ngưng video clip ở đây các bạn ha.